Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác gọi tắt là OPEC sẵn sàng tăng sản lượng nếu các thị trường có nhu cầu. Thông tin vừa được Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út đưa ra hôm qua trong bối cảnh giá dầu thế giới lên cao kỷ lục. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết thỏa thuận hàng ngạch sản lượng của OPEC sẽ hết hạn trong 3 tháng tới nhưng vẫn còn quá sớm để đề cập một thỏa thuận mới. Tuy nhiên, OPEC có thể sẽ tăng sản lượng nếu các thị trường có nhu cầu. Những mạnh tổ chức này cần độc lập với vấn đề chính trị. Người đứng đầu Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cũng chỉ ra nguyên nhân giá nhiên liệu tăng cao là bởi tình trạng thiếu hụt công suất lọc dầu trên toàn cầu và thuế. Do vậy, OPEC cộng cần tiến hành các điều chỉnh có trật tự trong tương lai. Chính phủ các nước cũng cần khuyến khích đầu tư vào ngành nhiên liệu hydrocarbon, ngay cả khi thế giới có xu hướng chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch. Theo thỏa thuận hạn ngạch của OPEC cộng, 23 nước thành viên sẽ điều chỉnh tăng tổng sản lượng dầu thô mỗi tháng thêm 430.000 thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, Kể từ khi xung đột Nga Ukraina nổ ra, sản lượng của Nga đã giảm từ 11 triệu thùng trên một ngày trong tháng 3 vừa qua xuống mức trung bình 10 triệu thùng một ngày trong tháng 4.